sẽ tiếp tục unbox cái sticker mình mua ở trên Shopee nha mọi người. Sticker lần này thì mình mua cái shop nước ngoài nha mọi người, nên là cái việc đóng hàng của shop nước ngoài thì mình thấy chủ yếu là sẽ không có gói trong hộp nha. Ở đây như mọi người có thể thấy thì ngoài mua sticker ra mình còn mua một số phụ kiện văn phòng thẩm khác nữa. Cho nên việc đầu tiên bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem sơ lược qua những thứ mà mình đã mua được của ngày hôm nay. Thật ra thì mình đã nhận lòng là sẽ không mua sticker nữa, nhưng mà rồi mình lướt shop đi mình thấy thì mình vẫn phải mua mọi người ơi. Kiểu như là niềm đam mê và ăn sâu vào trong máu ơi, mọi người thấy là phải mua. Nhưng mà sau khi đặt hàng rồi thì mới cảm giác là ủa mình nói mình không mua. Lúc đó là hối hận, nhưng mà hối hận thì cũng đã quá muộn màng để đặt hàng rồi, không lẽ không lấy mọi người. Cái tình trạng đó nó cứ lặp đi lặp lại giống như một tuần hoàn mà không bao giờ kết thúc mọi người. Nên là chúng ta lại cứ tiếp tục sống vì đam mê đó mọi người. Món đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với mọi người là cái cây mà để dành cho mọi người đục giấy để làm sổ cộng mọi người. Có thể là một số bạn đã biết cách dùng cái đó rồi, còn một số bạn thì chưa biết, thì mình sẽ làm ví dụ cho mọi người xem nha. Đấy, mọi người chỉ cần bấm nó đục một cái lỗ như vậy, sau đó có sổ cộng mọi người cứ gắn vào là được. Nghe thì dùng cho mọi người tự làm sổ cộng đó nha mọi người. Tiếp theo sẽ là một cái kéo mini. Mà khi mọi người đi đâu đó muốn mang theo kéo thì có thể suy nghĩ đến em kéo này nha. Vì em kéo này có thể gấp gọn lại mọi người, chưa kể nó có cọng dây móc của mọi người. Cọng dây này thì mọi người có thể treo móc khóa cũng được, vừa làm vật trang trí mà khi mọi người cần kéo thì lại có kéo ngay lập tức. Nó cũng khá là bén mọi người. Bây giờ mình sẽ cắt thử cho mọi người xem nha. Đây mọi người, phát nào ăn phát đó mọi người ơi, nên là mọi người nên cân nhắc nha. Tiếp theo sẽ là một cây dao bấm hình cà rốt nha mọi người. Chủ yếu mình muốn lấy cái dao này về để dành cho mình cuối hẹn mọi người. Nhưng mà tại vì mình mua cũng nhiều á, nên thật sự là đợt này mình mua cái dao này thì chỉ đơn giản vì nó cũng te nên mình mua thôi mọi người. Nhưng mà em ấy cũng vừa cũng te mà vừa có vỏ đó mọi người, rất là bén. Mình sẽ lột thử lên giấy cho mọi người xem độ bén em đó nha. Đây, rất là ngọt luôn mọi người, nên là tiếp tục cân nhắc nha mọi người. Tiếp theo thì sẽ là cây bút mà mình đã nói trong một video trước. Cây bút này thì gọi là bút viết thư pháp, hay còn gọi là bút calligraphy mọi người. Có thể là sẽ có một số bạn thắc mắc tại sao mình lại tiếp tục mua cái bút này, là tại vì cái bút kia đợt trước mình mua của shop khác và shop đó thì hết đầu nhỏ rồi và chỉ còn đầu trung bình thôi. Đợt này thì mình mua đồ của shop này mà mình thấy cái bút này thì có đầu nhỏ nên là mình đã mua cái bút này. Cái bút này thì mọi người dùng để viết những cái mẫu chữ mà mọi người ghi bullet journal thì rất là tuyệt vời luôn á. Và cái bút màu xanh này thì viết chữ bullet journal cũng rất là đẹp mọi người. Giá của hai cái bút này thì nó cũng không cao lắm, nên nếu như bạn nào có nhu cầu thì chúng ta lại tiếp tục tham khảo nha mọi người. Thứ sáu của ngày hôm nay sẽ là một chiếc kẹp giấy trong suốt mini nha mọi người. Vâng, và em ấy chỉ có một câu hỏi như vậy thôi, tại vì em ấy không biết gì để nói hết. Tiếp tục đến với món tiếp theo nào. Tiếp theo sẽ là món văn phòng phẩm cuối cùng của ngày hôm nay nha mọi người xem. Đây là một cuốn sổ nha mọi người. Cuốn sổ này mình mua chủ yếu đơn giản gì ảnh có màu tím, tại vì mình vừa thấy màu tím nên mình giống như bị điên cuồng mọi người, mình phải mua. Chưa kể thì mình sờ vào thì chắc chắn nó cũng rất ok mọi người, mà giá cả này nó cũng không mắc, nên mọi người có thể mua nó để viết nốt một số việc gì đó mọi người cần làm, hay là mọi người khi học thì mọi người có thể nốt một số công thức gì đó lên trên cuốn sổ này thì cũng rất là tiện lợi mọi người. Vừa xinh mà vừa tiện nữa thì tại sao lại không mua. Và đây nhân vật chính của ngày hôm nay, sticker nha mọi người. Cái lần này mình mua thì đa phần là sticker giấy, và trong đó thì cũng có một số sticker kiểu như nó có một phong cách là màu hologram. Và ra thì những sticker này thì mọi người thấy nó thì mọi người sẽ biết đến là nó là dùng để dành cho trang trí kẹt đó mọi người. Đây, lần này mình mua sticker hình con gấu là nhiều nhất mọi người, tại vì mình rất là thích hình gấu. Hình con gấu này là kiểu như vậy, mình thấy nó dán vào cái gì cũng xinh đó, nên là mình cứ dùng hết thì mình lại cứ kiếm những cái shop khác có những hình con gấu như vậy và mua tiếp thôi. À, mình quên nói mọi người là cái video một cái đống mà mình mua ngày hôm nay thì chỉ có giá là 229.000 thôi nha mọi người. Khá là rẻ luôn mọi người. Tuy nhiên thì với cái mức độ rẻ như vậy thì nó sẽ có một cái vấn đề mà mọi người phải trả lại cho cái giá đó, đó là mọi người phải đợi lâu nha mọi người, tại vì nó là shop nước ngoài. Nên là nếu như bạn nào có nhu cầu mà có thể đợi được thì có thể tham khảo nha. Video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.